Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Tiết học ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại một số những kiến thức mà chúng ta đã học trong những tuần qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kỳ 2 sắp tới. Mời các em lấy tập lấy sách ra, các em lắng nghe phần nội dung ôn tập của cô, các em ghi chép bài đầy đủ và các em học bài cho thật tốt để chúng ta đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 này các em nhé. Về nội dung ôn tập À, chúng ta sẽ à, ôn tập hai nội dung chính như sau à, nội dung thứ nhất đó là phần lý thuyết à, bao gồm có phần trắc nghiệm à, và cả phần tự luận à, và cái nội dung thứ hai đó là phần kỹ năng à, bao gồm hai nội dung đó là phần đọc tập bản đồ và phần vẽ biểu đồ nêu nhận xét à, với phần lý thuyết à, cô sẽ tập trung ở hai bài đó là bài 38 phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo Việt Nam và bài 39 là bài tiếp theo của bài 38, đó là bài phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo của Việt Nam. À, tiếp theo nội dung thứ hai đó là cái phần kỹ năng cô sẽ tập trung ở hai vùng kinh tế đó là vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với vùng Đông Nam Bộ là bài 31, với vùng đồng bằng sông Cửu Long là bài 35, 36 và bài 37 ở hai nội dung đó là phần đọc tập bản đồ và phần vẽ biểu đồ nêu nhận xét. Với phần lý thuyết. Phần lý thuyết bao gồm hai nội dung đó là phần trắc nghiệm và tự luận. Với phần trắc nghiệm À, như khi nãy cô nói là cô sẽ tập trung ở hai bài đó là bài 38 và bài 39 à ở hai bài này à, gồm có ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất à, đó là cô sẽ hỏi các em về cái đặc điểm vùng biển Việt Nam. À, vùng biển Việt Nam à, có diện tích là bao nhiêu và vùng biển Việt Nam chiếm bao nhiêu phần diện tích của biển Đông và vùng biển Việt Nam rộng gấp mấy lần so với diện tích phần đất liền. Trong vùng biển Việt Nam tính từ đất liền ra nó bao gồm có những bộ phận nào? Đó là những cái bộ phận như là vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và trong vùng biển của Việt Nam chúng ta có bao nhiêu đảo lớn nhỏ khác nhau và cũng trong vùng biển Việt Nam chúng ta có những cái vịnh biển nào và những vịnh biển nào là những vịnh biển nổi tiếng, những vịnh biển nào là những vịnh biển đặc biệt quan trọng và đặc biệt là trong vùng biển Việt Nam có những quần đảo nào và những cái quần đảo đó thuộc những cái tỉnh hoặc là cái thành phố nào. À, giữa vùng biển với phần đất liền là có một cái đường ranh giới như vậy thì cái đường bờ biển của Việt Nam chúng ta có cái chiều dài là bao nhiêu km và trên phần đất liền có bao nhiêu tỉnh thành giáp với biển và trong vùng biển Việt Nam những đảo nào là đảo lớn nhất và đảo đó thuộc tỉnh thành nào À, tiếp theo à, là nội dung thứ hai là chúng ta à, cần phải à, biết được là à, vùng biển Việt Nam à, giúp chúng ta có thể phát triển mạnh các ngành kinh tế biển nào à, đó là ngành đánh bắt nuôi trồng chế biến thủy hải sản ngành thứ hai đó là ngành du lịch biển đảo ngành thứ ba là khai thác khoáng sản và chế biến khoáng sản biển à, và ngành thứ tư đó là giao thông vận tải biển như vậy À, có thể nói rằng là vùng biển việt nam có thể phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển như vậy ở mỗi cái ngành kinh tế à, biển đó chúng ta cần phải nắm được à, những cái tiềm năng à, phát triển kinh tế của ngành này cũng như là thực trạng của các ngành kinh tế biển à, đó hiện nay ra sao và phương hướng phát triển của các ngành kinh tế này à, ngành thứ nhất đó là à, ngành à, khai thác à, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. À, như vậy thì ở vùng biển Việt Nam chúng ta có bao nhiêu loại cá, tôm và trong các loại cá đó có bao nhiêu loại cá có giá trị kinh tế cao? À, vùng biển gần bờ à, có khả năng khai thác sản lượng hải sản mỗi năm à, là bao nhiêu nghìn tấn trong một năm? À, tiếp theo là chúng ta cần phải nắm được là tại sao à, chúng ta cần ưu tiên hoạt động đánh bắt xa bờ? và với cái việc làm ưu tiên để bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản thì chúng ta cần phải làm gì đó là à, ngành à, kinh tế biển thứ nhất ngành kinh, kinh kinh tế biển thứ hai đó là ngành khai thác và chế biến khoáng sản biển vậy thì trong vùng biển Việt Nam có những loại khoáng sản nào à, vùng biển Việt Nam à, có những cái loại khoáng sản đó chính là à, muối à, cát dầu mỏ và khí đốt. Và trong những cái loại khoáng sản đó thì cái tài nguyên khoáng sản nào là quan trọng nhất và tài nguyên khoáng sản đó tập trung ở tỉnh nào là chủ yếu và mỗi năm thì Việt Nam chúng ta khai thác được là khoảng bao nhiêu về sản lượng của cái khoáng sản này và trong vùng biển Việt Nam thì các cái vùng kinh tế nào là vùng có nghề làm muối phát triển bậc nhất ở nước ta cũng như là cái khoáng sản cát đó đặc biệt là cát trắng đó, nó dùng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp thủy tinh pha lê có nhiều ở tỉnh nào đó và thực trạng ngày nay của cái ngành khai thác khoáng sản biển nước ta ra sao cũng như là phương hướng phát triển các em cần nắm vững cái phần này tiếp theo đó là ngành thứ ba đó là ngành du lịch biển vậy thì ngành du lịch biển ở nước ta có những cái tiềm năng nào à, như vậy thì À, nói đến tiềm năng thì cái vùng biển việt nam có rất nhiều những cái tiềm năng để phát triển ngành du lịch biển đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái khí hậu ở nước ta khí hậu à, nhiệt đới nóng ẩm quanh năm à, và tạo điều kiện cho không chỉ cái sinh vật biển phát triển mà cũng tạo điều kiện cho à, cái ngành du lịch biển à, à, có thể hoạt động quanh năm và dọc từ bắc tới nam nước ta có những cái bãi biển nào nổi tiếng và những trong số những cái bãi biển đó thì vùng kinh tế nào là vùng kinh tế có cái ngành du lịch biển phát triển bậc nhất và tiếp theo đó là cái ngành kinh tế điểm thứ tư đó là ngành giao thông vận tải biển À, như vậy với cái ngành giao thông vận tải biển thì các em cần phải biết được là à, chúng ta có những cái tiềm năng nào để phát triển cái ngành kinh tế nào nước ta có những cái cảng biển nào và cảng biển nào là cảng biển có công suất lớn hiện nay cảng biển nào là cảng biển à, tốt nhất ở việt nam nước ta hiện nay à, và để đội tàu biển của nước ta phát triển mạnh trong giai đoạn tới thì chúng ta cần phải làm gì đó, đó là cái nội dung thứ hai của bài 38 39 đó là các ngành kinh tế biển và nội dung thứ ba là các em cần phải nắm được là vùng biển Việt Nam thường hay có những cái thiên tai nào xảy ra và cái thực trạng hiện nay làm Tại sao cái nguồn lợi thủy hải sản nước ta có chiều hướng giảm sút và phương hướng để khắc phục những cái biện pháp cũng như là phương hướng phát triển của các các ngành kinh tế biển hiện nay của nước ta ra sao? Đó là toàn bộ cái phần nội dung ôn tập của phần lý thuyết tập trung ở bài 38, 39 phần trắc nghiệm và cũng ở bài 38 39 này ngoài cái phần trắc nghiệm ra cô cũng sẽ có một số những cái câu hỏi yêu cầu các em cần phải giải đáp được đó là câu hỏi thứ nhất nhờ đâu vùng biển nước ta giàu về nguồn lợi hải sản? Câu hỏi thứ hai là tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ và câu hỏi thứ ba là tại sao nghề muối phát triển mạnh ở vùng ven biển à, Nam Trung Bộ nước ta? đó là toàn bộ cái phần uh, nội dung lý thuyết phần 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai đó là phần kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất đó là phần đọc tập bản đồ. Cô có bốn câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất là hãy dựa vào tập bản đồ kể tên các tỉnh và thành phố của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Câu hỏi thứ hai là kể tên các trung tâm công nghiệp lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào là lớn nhất trong vùng, nêu các ngành công nghiệp trong mỗi trung tâm, đặc biệt là cái trung tâm lớn nhất của vùng câu hỏi thứ ba là hãy kể tên các khu vườn quốc gia, các khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và câu hỏi thứ tư, hãy kể tên các tỉnh nuôi cá, nuôi tôm tập trung ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. đó là phần nội dung đọc tập bản đồ. Cô sẽ xoáy mạnh vào bốn 4 trang trong tập bản đồ là, là trang 26, 27, 28 và trang 29. Tiếp theo nội dung thứ hai của phần kỹ năng đó là phần vẽ biểu đồ nêu nhận xét. Ở phần nội dung thứ hai này, cô tập trung vào phần vẽ biểu đồ cột là chính và cô có một số những cái bài tập tham khảo như sau. À, bài tập thứ nhất là dựa vào bảng số liệu sau đây, dân số thành thị và dân số nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh qua một số năm hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số thành thị dân số nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh qua các năm này và sau đó nêu nhận xét à, với cái bài tập này là chúng ta sẽ vẽ biểu đồ cột nhưng mà đó là cột chồng nha các em nhé à, và cái bài tập thứ hai cũng là vẽ biểu đồ cột và cũng là biểu đồ cột chồng À, dựa vào bảng số liệu sau đây, tỷ trọng sản lượng thủy sản cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng so với cả nước, hãy vẽ à, biểu đồ à, thể hiện tỷ trọng sản lượng thủy sản cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của vùng đồng bằng à, sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng so với cả nước, sau đó nêu nhận xét và cô nhắc lại cái bài tập thứ hai này cũng là bài tập vẽ biểu đồ cột và kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 này chủ yếu là cô tập trung vào biểu đồ cột chồng. Như vậy nội dung ôn tập đến đây là kết thúc tiết học hôm nay, đến đây là kết thúc. Cô chúc các em nhiều sức khỏe, chúc các em làm bài đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 sắp tới. Mến chào các em.